chào quý vị và bà con. Trước đây thì chúng ta thường phải tốn rất là nhiều thời gian và công sức cho việc băm nhỏ thân cây chuối, rau, bèo, cỏ voi, hay là phải đập vỡ vỏ ốc làm thức ăn cho gà. Vừa đau lưng lại không hiệu quả. Hiểu được tâm lý đó, nên công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh đã cho ra đời hai dòng siêu phẩm, đó là máy băm chuối đa năng và máy xay nghiền đa năng. Và bên tay trái của Thu Hoa đây, đó là máy băm chuối đa năng. Và bên tay phải, đó là máy xay nghiền đa năng do công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh trực tiếp sản xuất. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu xem máy băm chuối đa năng có chức năng gì. Máy băm chuối đa năng của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh được thiết kế nhỏ gọn với toa nạp hình phễu, giúp dễ dàng đưa nguyên liệu vào trong, lại ăn đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Và đây là hệ thống buồng làm việc của máy băm chuối. Hệ thống buồng làm việc được thiết kế rộng rãi, có đường kính là 45cm, với dao to hai lưỡi được làm bằng thép, dùng để thái nguyên liệu, và 14 dao nhỏ làm bằng inox, dùng để băm nhuyễn nguyên liệu. Và ở đây, đó là hệ thống hai cánh gạt giúp đưa nguyên liệu ra ngoài. Và tiếp đến đó là hệ thống cửa xả được thiết kế cải tiến hơn, có thể điều chỉnh được băm xa hay gần. Máy sử dụng motor 3kW, 100% lõi đồng của Toàn Phát, tốc chậm 1450 vòng trên 1 phút và sử dụng dòng điện gia đình 220V. Máy băm chuối đa năng có chức năng băm nhỏ, nhuyễn, thân cây chuối, cỏ voi, rau, bèo. Và ở đây thì chúng ta đã có sẵn nguyên liệu, đó là rau và thân cây chuối. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt tay vào làm thôi. Đây thì chúng ta có thân cây chuối, có đường kính là 14cm. Và chiều dài là gần 2m. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thử với cả cái thân cây chuối này nhá. Nhưng với sức của một mình Thu Hoa thì không thể nào nâng được cả cái cây chuối to và nặng như vậy. Chính vì vậy, Thu Hoa sẽ nhờ sự giúp sức của anh Khương, kỹ thuật viên của công ty. Và vừa rồi thì chúng ta đã đi tìm hiểu về máy băm chuối đa năng. Còn giờ thì chúng ta hãy đi tìm hiểu về máy xay nghiền đa năng của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh có những chức năng gì và hoạt động ra làm sao nha. Máy xay nghiền đa năng của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh được thiết kế cải tiến với hai cửa nạp đầu vào, phù hợp với mọi nguyên liệu có kích thước khác nhau. Và hệ thống buồng làm việc thì khá là giống với cả máy băm chuối. Hệ thống buồng làm việc được thiết kế rộng rãi, có đường kính là 32cm, được thiết kế dao hai lưỡi,
có chức năng là thái nhỏ nguyên liệu. Và hệ thống buồng làm việc được thiết kế với 14 sao nhỏ inox, có chức năng là băm nhuyễn nguyên liệu. Có hai cánh gạt giúp đưa nguyên liệu ra ngoài. Đi kèm theo máy thì có hai mặt sàng là mặt sàng lỗ và mặt sàng kín. Mặt sàng kín dùng để nghiền những nguyên liệu như là ngô, khoai, sắn thành dạng tinh bột. Mặt sàng lỗ dùng để xay nhuyễn cua, cá, ốc, gừng, giềng, sả. Máy sử dụng motor 2,2 kW của Toàn Phát 100% lõi đồng, sử dụng dòng điện 220V và tốc nhanh 2.900 vòng trên 1 phút. Và đặc biệt nhất ở đây đó là máy xay nghiền đa năng của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh được tích hợp tới 3 chức năng. Đó là băm nhỏ nguyên liệu tươi như cây chuối, cỏ voi, cây ngô, nghiền nguyên liệu khô thành bột như là ngô, khoai, sắn, xay nhuyễn cua, cá, ốc, rồi đến nguyên liệu sử dụng trong chế biến thực phẩm như là nghệ, diệp và sả. Và ở đây thì chúng ta có những nguyên liệu đó là ngô nguyên hạt và hóc. Phía trước đó là rau và thân cây chuối. Của chúng ta ngày hôm nay. Như bà con đã thấy, máy băm chuối đa năng và máy xay nghiền đa năng của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh phải nói là siêu nhanh, siêu hiệu quả, siêu tiết kiệm thời gian và công sức. Với đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn cao, bộ phận chăm sóc khách hàng tư vấn nhiệt tình, chu đáo, công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh cam kết đem lại những sản phẩm tốt nhất và chất lượng nhất để cho khách hàng. Mọi thắc mắc liên hệ ngay tới số hotline của công ty hoặc để lại bình luận phía bên dưới để được tư vấn miễn phí. Thu Hoa xin chân thành cảm ơn. Chúc bà con làm ăn phấn khởi. Hẹn gặp lại bà con ở những clip sau.